mới đây tại hà nội bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã có buổi làm việc với các đơn vị để triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến chính sách giá điện tại cuộc họp bộ trưởng cho biết đã làm việc với ban chỉ đạo tổ biên tập, ban biên soạn những đề án thực hiện chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, một số nhiệm vụ về cơ chế chính sách cần có để thực hiện quy hoạch điện 8 và chuẩn bị việc giả soát điều chỉnh quy hoạch điện 8 vào năm 2025, với mục tiêu đặt ra là sẽ xây dựng, hoàn thiện thị trường điện Việt Nam một cách hoàn thiện và đầy đủ, cả thị trường phát điện cạnh tranh, bán buôn cạnh tranh, bán lẻ cạnh tranh. Bộ trưởng nhấn mạnh, thống nhất cao việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong năm 2024 và 2025 để thực hiện được quy hoạch điện 8 và phát triển nguồn năng lượng mới đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bộ trưởng yêu cầu ban soạn thảo, tổ biên tập của luật điện lực tiếp thu tinh thần của hội nghị này để ra soát bổ sung và dự thảo luật điện lực sửa đổi, đồng thời đề nghị trong quá trình thực hiện, các đơn vị chủ trì phải làm hết trách nhiệm, khai thác trí tuệ, kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực được giao, đồng thời làm tốt công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận trong xã hội.